Hey, xin chào bạn. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm vô cùng quen thuộc trong Java Suite, đó chính là khái niệm về function. Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng function và chúng ta sử dụng function như thế nào? Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi làm rõ điều này. Như các bạn biết, ở trong tất cả các ngôn ngữ lập trình nói chung và trong Java Suite nói riêng thì function là một trong những khái niệm vô cùng quen thuộc và chúng ta sẽ sử dụng nó rất nhiều trong các dự án thực tế. Thì ý nghĩa của function nó được dùng để chúng ta có thể tái sử dụng lại được code của chính mình. Đó là ý nghĩa lớn nhất khi sử dụng function. Thì trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, nó sẽ chia ra thành hai loại function. Đó là function của chính ngôn ngữ đó, tức là những function có sẵn. Và cái thứ hai đó là function do chính người dùng định nghĩa. Đó là những cái function mà chúng ta định nghĩa để chúng ta sử dụng. Cả hai loại function này đều có chia thành hai loại nữa, đó chính là function có tham số truyền vào và function không có tham số truyền vào. Bên cạnh những function mà chúng ta thường dùng ở những buổi trước, ví dụ như là alert, sau đó chúng ta có truyền vào bên trong này là một cái message như thế này, hoặc là chúng ta sử dụng một cái function như là document, đây cũng là một dạng function chấm write, sau đó chúng ta sẽ in ra một cái message như thế này. Thì đây là những function có sẵn của Java Suite đó. Hay là chúng ta có một function là console.log và bên trong này cũng là một cái nội dung. Thì đây là những function mà chúng ta đang sử dụng sẵn có của Java Suite. Ngoài ra thì Java Suite nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các function khác nhau, như là những function về xử lý date chẳng hạn như vậy, hay là nó cung cấp cho chúng ta những function để xử lý string, hay là những function để xử lý array, hay là những function để xử lý object, rất nhiều. Thì để định nghĩa một function chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ tạo ra một file là example.js, ta sẽ chạy này lên. Thì tôi giả sử đây là function tôi định nghĩa, ví dụ tôi để là hello này. Tôi sẽ để là get name, show name đó, và trong show name này tôi sẽ in nó ra một cái nội dung. Tôi giả sử như thế này, và tôi in ra là Nguyễn Văn A. Thì làm thế nào để tôi sử dụng được cái function này? Thì tôi sẽ tạo ra một trang HTML, tạo ra một trang HTML. Tôi sẽ để lại ra một cho nó nhất quán với file JS. Thì để sử dụng được JS trong một trang web thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ nhúng nó vào, chúng ta sẽ nhúng nó vào, và các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ nhúng nó ở cuối cùng của trang trước thẻ đóng body, và chúng ta gọi thông qua, nhúng vào thông qua thẻ script. Và đây chúng ta sẽ có file là example.js. Đây, chúng ta sẽ chạy thử cái trang này lên. Đây, thì chưa có gì, nhưng các bạn nhìn sổ code lúc này chúng ta đã nhúng được cái này vào rồi. Đây, vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái function này? Thì ở đây, sau khi nhúng xong chúng ta sẽ sử dụng function đó như sau. Đây, tôi sẽ gọi lại cái function này bằng cách chúng ta gọi như thế này. Sau này đó, sau khi các bạn định nghĩa xong, các bạn muốn dùng nó thì các bạn sẽ phải gọi nó. Thì đây là cách để các bạn có thể định gọi một function. Các bạn chỉ cần gọi đến function name, các bạn chạy lên thì chúng ta được cái nội dung là Nguyễn Văn A, nó in ra đó. Và cái
Function mà tôi đang giới thiệu cho các bạn đây là function không có tham số truyền vào. Đó. Vậy function có tham số truyền vào thì nó dùng như thế nào? Tôi giả sử tôi đặt vào đây là một cái biến name. Biến name. Đó. Lúc này function surname là function có tham số truyền vào. Thì ý nghĩa của nó là thay vì mỗi lần chúng ta gọi đến hàm surname nó chỉ in ra nội dung là Nguyễn Văn An như thế này, thì bây giờ tôi muốn là cái nội dung tên này nó sẽ không phải cố định là Nguyễn Văn A nữa, mà nó là một cái tên do tôi chuyển từ bên ngoài vào. Đó. Tôi giả sử tôi tạo ra một cái biến class trên này sẽ là my name Nguyễn Văn B. Văn B. Đó. Lúc này khi tôi gọi đến hàm sâu lên tôi sẽ truyền cái tên của tôi vào là my name. Thì lúc này ở trong này sẽ không phải là Nguyễn Văn An thông thường nữa, mà tôi chỉ cần in the name như thế này. Tôi chạy nó lên. Đó, thì các bạn thấy là lúc này cái dữ liệu in ra của hàm sau đêm này nó không phải là cố định nữa, mà nó hoàn toàn là tự động và nó rất là linh hoạt, bởi vì nó được phép chuyển từ bên ngoài vào, được chuyển Nguyễn Văn C. Đó, kết quả của hàm trả về sẽ khác, thay đổi theo cái mà tôi truyền vào. Thì đây là hàm có tham số truyền vào. Đó. Thì một hàm trong JavaScript có thể có một hoặc là nhiều tham số truyền vào. Tôi giả sử tôi có thêm một biến là email và tôi in ra biến email ở đây như sau. Đây. Lúc này nếu hàm surname có hai tham số truyền vào thì lúc chúng ta truyền vào chúng ta cũng sẽ phải truyền biến email. Như thế này. Đó. Và ở đây tôi sẽ truyền vào email. Email. Và tôi chạy lên. Thì các bạn thấy là lúc này tôi được hai cái nội dung là email và name. Và tôi muốn nó xuống dòng thì tôi sẽ đẩy như thế này. Tôi sẽ in ra một cái thẻ PR như thế này. Đó. Ok. Vậy đối với hàm có tham số truyền vào và đối với trường hợp này là có hai tham số truyền vào, nếu tôi chỉ truyền một thì vấn đề gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ chạy lên và chúng ta sẽ thấy có một cái là lỗi undefined, có nghĩa là cái biến email này chưa được truyền vào, nó sẽ báo lỗi là chưa được định nghĩa, nó xảy ra lỗi như thế này. Đó, thì các bạn lưu ý. Thì khi các bạn sử dụng hàm có tham số truyền vào thì các bạn hết sức chú ý là phải xem số lượng tham số phải truyền vào là bao nhiêu và các bạn phải truyền đủ. Nếu các bạn không muốn xảy ra lỗi undefined này, vậy có cách nào để chúng ta có thể không truyền biến email vào và không bị xảy ra lỗi undefined? Thì các bạn có thể gán giá trị mặc định cho tham số truyền vào bằng cách các bạn để như thế này và sử dụng để bằng loop. Đến đây trường hợp này nếu tôi truyền không truyền email vào thì nó sẽ hiểu là giá trị null, có nghĩa là nó vẫn có giá trị mặc định nên nó sẽ không bị undefined. Đó, nó sẽ nhận cái giá trị này. Thì các bạn để như thế này thì nó sẽ nhận cái giá trị là rộng như thế này. Đó, còn khi các bạn truyền vào thì nó sẽ nhận giá trị mặc định mà các bạn truyền vào. Đây. Đó, thì đây là ý nghĩa của hàm có tham số truyền vào và không có tham số truyền vào, cũng như cách sử dụng nó. Tôi nghĩ video này là đủ để các bạn có thể hiểu về cách định nghĩa một hàm ở trong JavaScript. Một hàm có tham số truyền vào, không có tham số truyền vào và cách sử dụng hàm có tham số truyền vào như thế nào. Ok, tôi xin phép dừng video này tại đây. Chúc bạn làm tốt.